Hoạt động kinh doanh tại Pháp tăng trưởng trong tháng này đã đánh dấu một sự hồi phục kinh tế của Eurozone. Hoạt động sản xuất và dịch vụ tháng 2 của Pháp đã tăng trưởng ở mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Tăng trưởng của Đức chậm lại trong tháng 3 trong khi Pháp tiếp tục tăng tốc. Khu vực dịch vụ tư nhân của nước này đã tăng trưởng lần đầu tiên sau 5 tháng. Pháp đang khôi phục lại. Đây là điều chúng ta mong đợi từ lâu. Các đơn đặt hàng đã tăng nhanh hơn kể từ tháng 5 năm 2011. Số các doanh nghiệp mới thành lập cũng tăng lên ở tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm trở lại đây, trên khắp Eurozone. Nhờ đó triển vọng ở thị trường lao động cũng tươi sáng hơn. Tỷ lệ thất nghiệp trong cả khu vực hiện đang ở mức 12%. Thế nhưng lãnh đạo Eurozone vẫn chưa hết lo lắng, khi mà tỷ lệ lạm phát hiện nay chỉ là 0,7%, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 2% của ECB. Số liệu mới đây cho thấy các công ty cần phải giảm giá để có thể gia tăng doanh số, nhưng điều này cũng có thể khiến các thông số về chi tiêu tiêu dùng không phản ánh chính xác.